Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng nhau kỷ niệm một ngày đặc biệt, ngày 27 tháng 2, ngày tôn vinh những người làm nghề thầy thuốc, một nghề được coi là cao quý, được ví như mẹ hiền, lương y như từ mẫu. Xung quanh câu chuyện nghề, chuyện đời và những nỗ lực rất đáng ghi nhận của ngành y tế Quảng Trị nói chung và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị nói riêng. Trong chương trình khách mời của RTV tuần này, chúng tôi đã mời đến trường quay bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Xuân Nam, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ Phan Xuân Nam đã nhận lời mời tham gia cùng chương trình của chúng tôi và nhân kỷ niệm ngày 27 tháng 2, ngày thầy thuốc Việt Nam, xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ y bác sĩ cũng như là những người đang làm trong ngành y tế Quảng Trị, những lời chúc và lời tri ân sâu sắc nhất ạ. Hôm nay tôi rất vui mừng được đến dự chương trình của đài tổ chức nhân dịp đầu năm mới cũng như kỷ niệm 69 năm ngày thầy thuốc Việt Nam. Cho phép tôi thay mặt cán bộ nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh gửi đến khán giả xem đài một năm mới, một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Vâng, thưa bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Xuân Nam, hôm nay là ngày 27 tháng 2, ngày kỷ niệm và tôn vinh những người làm nghề thầy thuốc. Vậy thì là một người đã có cái khoảng thời gian lâu năm gắn bó với nghề y, cũng như là hiện nay thì đứng đầu một cái cơ sở khám chữa bệnh thuộc hàng lớn nhất của tỉnh. Và nhân cái ngày đặc biệt này thì ông có điều gì muốn chia sẻ với các cái đồng nghiệp của mình cũng như là với khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị hay không ạ? Trong những năm vừa qua, ngành y chúng tôi và đặc biệt bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn được sự quan tâm, ghi nhận và nhận những cái tình cảm rất là trân trọng của người dân trên địa bàn đối với bệnh viện. Và trong những ngày mà cả xã hội đang dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho ngành y, cho bệnh viện, thì chúng tôi mong muốn là những người đang công tác trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng và những người trong ngành y nói chung phát huy hết sức mình bằng cái trách nhiệm, bằng cái tình thương của mình, bằng cái chuyên môn nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của mình để làm tốt cái công tác khám chữa bệnh hơn nữa, để nâng cao sức khỏe cho người dân. Và đối với những người dân, người bệnh thì chúng tôi cũng mong muốn là hãy chia sẻ, hãy thấu hiểu, thông cảm và hợp tác với những người làm ngành y chúng tôi để công tác khám chữa bệnh ngày càng tốt hơn. Thưa bác sĩ ạ, đối với những người thầy thuốc thì công việc của họ vô cùng thầm lặng, đặc biệt là đối với những cái biến cố như là đại dịch Covid-19 vừa qua thì người dân đã hiểu thêm về sự cống hiến rất là lớn lao của đội ngũ những người làm thầy thuốc. Và nhưng mà đối với những cái người mà ở nơi tuyến đầu chống dịch thì họ coi cái công việc của mình giống như là một lời thề, một cái sự mệnh lệnh. Và ông chia sẻ như thế nào về điều này ạ? Vâng, chúng tôi những người làm ngành y thì trong quá trình học tập, đào tạo thì đã tiếp thu cái lời thề của Hippocrates, lời di huấn của Hải Thượng Lãn Ông, và đặc biệt trong quá trình thực hành nghề nghiệp thì đã thực hiện cả cái điều về y đức. Do đó, chúng tôi nghĩ rằng ngành nghề y chúng tôi thì bất cứ trong hoàn cảnh nào, trong dịch bệnh hay cũng như trong khám chữa bệnh hàng ngày thì cũng phải làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Xuân Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, và chúng tôi nghĩ rằng đó cũng chính là cái sự biết ơn, là cái tình cảm của người dân đối với đội ngũ những người làm thầy thuốc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một vài ý kiến ghi nhận sau đây. Khám bệnh hay là chữa bệnh xong rồi, các bác dành cho rất là chú đạo, cẩn thận, máy móc của này rất là tốt, hiện đại. Tôi tin tưởng đi vào đấy để chữa bệnh. Trong những năm qua thì bản thân tôi cảm nhận rằng đội ngũ y tế đang làm rất tốt cái công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người dân. Và đặc biệt rằng trong những năm gần đây, khi mà dịch bệnh Covid-19 đã diễn biến hết sức phức tạp thì đội ngũ y tế đã phát huy hết vai trò của mình, thậm chí là hy sinh để bảo vệ sức khỏe cho người dân cũng như là ngăn chặn cái tình trạng lây lan của dịch bệnh. Chương trình xin được tiếp tục quay trở lại cuộc trò chuyện với bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Xuân Nam. Thưa bác sĩ ạ, trong thực tế cũng như là qua ghi nhận cái sự đánh giá của dư luận xã hội thì có nhiều ý kiến cho rằng cái thái độ ứng xử của đội ngũ nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh những năm gần đây đã thay đổi và tốt lên rất là nhiều. Vậy thì ông có thể cho biết là xuất phát từ đâu mà chúng ta có được những cái kết quả đáng mừng như vậy ạ? Trước cái thực trạng là bệnh viện đã đầu tư nhiều cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhưng vẫn có một số người bệnh cũng chưa lấy Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm nơi tin tưởng để khám chữa bệnh. Trong đó có một cái lý do là cái thái độ, cái tinh thần phục vụ nó chưa tốt. Trước cái thực trạng như vậy thì bệnh viện đã bằng nhiều biện pháp tổ chức tập huấn, rồi giáo dục, rồi động viên, rồi bằng các hình thức khen thưởng để làm cho cái công tác chăm sóc bệnh nhân, đặc biệt là cái thái độ ứng xử, rồi đổi mới cái thái độ phục vụ để làm cho người dân tin tưởng lựa chọn bệnh viện làm nơi khám chữa bệnh. Và qua đó thì cái thái độ phục vụ của
Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngày càng tốt hơn, và chúng tôi mong muốn tiếp tục đổi mới cái phong cách thái độ phục vụ, cải tiến các cái quy trình khám chữa bệnh để làm sao cho người dân thuận lợi nhất khi đến khám chữa bệnh, đồng thời cũng yên tâm nhất trong quá trình khám chữa bệnh tại bệnh viện. Vâng ạ, không chỉ là cái thái độ phục vụ mà còn về cái chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ y bác sĩ thì chúng tôi cũng đã nghe được những cái điều tiếng tốt từ dư luận xã hội, đó là trong những cái năm gần đây thì những cái đội ngũ bác sĩ cũng đã được đào tạo rất là bài bản về cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đã mang lại cho bệnh viện những cái kết quả rất là lớn trong công tác khám chữa bệnh ạ. Xin ông có thể cho biết cụ thể hơn về điều này ạ. Công tác khám chữa bệnh thì nó đòi hỏi có cái đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực. Nếu chúng ta có một cơ sở vật chất tốt, trang thiết bị hiện đại tiên tiến mà thiếu đi một đội ngũ nhân viên y tế không thực sự là có cái chuyên môn tốt thì cái việc khám chữa bệnh nó cũng không đạt được kết quả tốt và thậm chí nó còn làm lãng phí nguồn lực đầu tư. Trước cái thực trạng như thế, trước những cái quan điểm như thế thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã quan tâm chú trọng đến công tác là đào tạo cán bộ và coi đây là một khâu then chốt để đào tạo. Và qua những năm vừa qua thì bệnh viện đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ, thầy thuốc, nhân viên y tế ngày càng nâng cao về chất lượng chuyên môn và đáp ứng được các cái yêu cầu nhiệm vụ khám chữa bệnh để phục vụ cho nhân dân. Để làm được điều đó thì chúng tôi thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Thứ nhất là trong công tác đào tạo dài hạn như chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, thạc sĩ, bác sĩ nội trú, tiến sĩ thì lựa chọn để đào tạo các cái trường có bề dày truyền thống như Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Huế và tổ chức gửi đi bồi dưỡng các cái khóa ngắn hạn để tiếp thu các cái kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật khó và các kỹ thuật mới để phục vụ cho bệnh nhân. Cái thứ hai là tổ chức luân phiên đi học, kỹ thuật nào cần đi học trước thì cho người đi trước, kỹ thuật nào chưa triển khai thì cho người đi sau để đảm bảo vừa có người đi học và vừa có người làm việc. Cái thứ ba là có các cái hình thức hỗ trợ, như hỗ trợ học phí, hỗ trợ về thu nhập tăng thêm để cho cán bộ đi học yên tâm hơn, đảm bảo cuộc sống hơn trong quá trình học tập. Và đặc biệt trong những cái chuyên khoa mà quý, hiếm, mà khó đào tạo thì ngoài những cái hỗ trợ trên thì chúng tôi còn hỗ trợ cả sinh hoạt phí để cho cán bộ yên tâm học tập và tiếp thu chuyên môn để làm việc cho tốt. Và một cái giải pháp nữa là kịp thời khen thưởng những cái cá nhân có cái thành tích xuất sắc trong cái triển khai kỹ thuật mới, trong cái cứu chữa, khám chữa bệnh và cả cái nhiệm vụ khác của bệnh viện. Và một cái giải pháp cuối cùng là chúng tôi kịp thời phát hiện ra những cái cán bộ trẻ có năng lực chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp tốt, có tâm huyết cống hiến cho bệnh viện để đưa vào quy hoạch cái đội ngũ cán bộ chủ chốt và kịp thời bổ nhiệm nếu đủ điều kiện để tạo nên một cái đội ngũ cán bộ trẻ có tâm huyết, có năng lực để phục vụ bệnh viện lâu dài. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Phan Xuân Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, cùng với việc thay đổi về thái độ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ thì việc áp dụng những cái tiến bộ khoa kỹ thuật trong công tác điều trị bệnh trong thời gian qua đóng vai trò rất là quan trọng. Và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với một tổng quan về những ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác điều trị bệnh trong thời gian qua của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, những năm trở lại đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị luôn chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng thành tựu khoa học y học, tăng cường đào tạo và cập nhật kiến thức tiến bộ. Đặc biệt, những ứng dụng trình độ khoa học kỹ thuật mới trong can thiệp và chẩn đoán điều trị chất lượng cao đã đem lại những hiệu quả vượt bậc, không ngừng nâng cao sự hài lòng của người bệnh, được các chuyên gia, các chuyên khoa hàng đầu trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Nhất là rất nhiều ca bệnh khó, nguy hiểm, đòi hỏi trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đã được thực hiện thành công, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho nhân dân tại bệnh viện mà không cần chuyển lên tuyến trên. Nhiều lĩnh vực đã thực sự phát triển mạnh mẽ và thành công vượt bậc như chống đột quỵ, điều trị ung bướu, chẩn đoán hình ảnh, tim mạch can thiệp, giúp người mắc các bệnh lý tim mạch trên địa bàn tỉnh được xác định, chẩn đoán rõ ràng và được can thiệp nhanh chóng, thuận lợi với hiệu quả cao. Đặc biệt, từ tháng 6 năm 2022, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã rất vinh dự nhận được giải thưởng Bạch Kim từ Hội Đột quỵ Thế giới trao tặng sau những ngày tháng nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân đột quỵ. Có được giải thưởng này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã nâng cấp, cải tiến và tổ chức hệ thống cấp cứu, điều trị đột quỵ với tiêu chí của Hội Đột quỵ Thế giới đưa ra. Với triển khai các kỹ thuật mới, chuyên sâu, nhiều lĩnh vực ngang bằng tuyến trung ương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị luôn coi trọng công tác nghiên cứu, sáng tạo,
và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong công tác chăm sóc, điều trị bệnh cho người dân. Đây được coi là giải pháp mũi nhọn nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế tỉnh nhà trong giai đoạn mới, trong đó đầu tư công nghệ kỹ thuật cao trong điều trị gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao cho nhân dân. Thưa bác sĩ Phan Xuân Nam ạ, vừa rồi thì chúng ta đã đến với một tổng quan về việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong điều trị bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua. Vậy thì ông có thể cho biết là những cái kết quả quan trọng mà chúng ta đã đạt được của bệnh viện trong những năm trở lại đây về cái việc ứng dụng những cái thành tựu khoa học kỹ thuật trong công tác khám và chữa bệnh như thế nào ạ? Như chúng ta đã biết thì hiện nay cái tình hình cơ cấu bệnh tật nó càng thay đổi nhiều, và cái ứng dụng khoa học công nghệ trong y học nó ngày càng phát triển. Do đó, bệnh viện chúng tôi đã triển khai nhiều cái biện pháp để ứng dụng khoa học kỹ thuật. Thứ nhất là cập nhật ngay những cái phác đồ điều trị mới nhất, hiệu quả nhất, phù hợp nhất. Thứ hai là sử dụng, ứng dụng các cái công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng nội soi, rồi trong xạ trị, rồi trong những cái kỹ thuật mới. Và đặc biệt là chúng tôi có những cái kênh hội chẩn trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh để trao đổi chuyên môn với các chuyên gia, với các bệnh viện tuyến trên, và từ đó là đã đạt được nhiều cái kết quả rất là tốt trong cái khám chữa bệnh, cụ thể trên các cái lĩnh vực, đó là lĩnh vực hồi sức tích cực, gây mê hồi sức, tim mạch can thiệp, ung bướu, ngoại khoa, nhi khoa, lão khoa và phục hồi chức năng. Kính thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã không ngừng triển khai, ứng dụng cả kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Nhờ đó mà nhiều các bệnh khó, nguy hiểm, đòi hỏi trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đã được thực hiện thành công, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn. Và trong đó, tim mạch can thiệp là một tiến bộ đặc biệt. Thưa bác sĩ Phan Xuân Nam, ông có thể cho biết cụ thể hơn về điều này ạ? Vâng, vào những năm 2014-2015, trước cái tình hình là các cái bệnh nhân nặng, bệnh nhân tử vong nhiều liên quan đến các cái bệnh lý tim mạch, ung thư, thì bệnh viện xác định rằng là cần phải phát triển ngay một cái kỹ thuật, các kỹ thuật về tim mạch can thiệp để giải quyết các cái khó khăn ở trên. Đấy. Và sau đó bệnh viện với sự hỗ trợ của các ngành đã đầu tư một hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền, và đồng thời cử hai kíp đi đào tạo về tim mạch can thiệp. Sau khi đào tạo xong thì về triển khai thành lập ngay cái đơn nguyên tim mạch can thiệp, và đồng thời cũng mời chuyên gia về tham gia hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật. Và từ đó đến nay thì bệnh viện đã dần dần từng bước làm chủ các cái kỹ thuật về tim mạch can thiệp. Đến nay thì đơn nguyên tim mạch can thiệp tại bệnh viện đã can thiệp được hầu hết tất cả những cái trường hợp bị hẹp tắc động mạch vành, đặt máy tạo nhịp, rồi can thiệp các cái bệnh lý về tim bẩm sinh, rồi can thiệp các cái bệnh lý về đột quỵ não như là tắc động mạch não, xuất huyết não, thông động tĩnh mạch não. Vâng, quả là những cái thông tin rất là đáng mừng với những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa Phan Xuân Nam. Xin được trở lại câu chuyện với lời thầy y đức, đó là sâu y lý, giỏi y thuật và giàu y đức. Đây luôn là cái ngọn đèn thắp sáng tư tưởng và hành động của người thầy thuốc và nhân viên y tế. Và đặc biệt là trong ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 thì khi nhận được những cái lời tri ân, lời cảm ơn sâu sắc, thì hẳn người thầy thuốc cũng hiểu được cái sự kỳ vọng của nhân dân đối với bản thân mình và đối với ngành y tế. Và nhân đây thì bác sĩ có thể cho biết cụ thể hơn về trách nhiệm nâng cao y đức của người thầy thuốc nói chung, cũng như là cán bộ nhân viên y tế bệnh viện nói riêng, với cái sứ mệnh cao cả của người thầy thuốc như mẹ hiền để góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân ạ. Khi được xã hội càng quý trọng, càng tôn vinh bao nhiêu, thì chúng tôi thấy rằng cần phải rèn luyện, cố gắng học tập để làm sao để đáp ứng được kỳ vọng của người dân khi người ta đến khám chữa bệnh tại đơn vị chúng tôi cũng như các đơn vị khác trong ngành y tế. Và một điều để đạt được đó thì chúng tôi nghĩ rằng là cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh chúng tôi cần phải trau dồi y đức nhiều hơn. Bởi vì y đức không chỉ là cái sự chia sẻ, thấu cảm khi đến của nhân viên y tế khi đến khám chữa bệnh, mà đó còn là sự đối xử tốt, có trách nhiệm, có tình thương đối với người bệnh và đối với đồng nghiệp. Cái thứ hai, y đức thì nó không chỉ là cái việc làm hàng ngày đối xử với người bệnh, mà qua đó chúng tôi cần phải trau dồi nhiều hơn để trở vào mọi người, nhân viên y tế cần phải trau dồi, phải rèn luyện,
phải củng cố để làm sao y đức trở thành một cái quy chuẩn nghề nghiệp trong mỗi riêng cá nhân. Xin được cảm ơn những cái chia sẻ của bác sĩ Phan Xuân Nam. Và mỗi một người dân Việt Nam thì đều muốn nói lời cảm ơn, lời tri ân, lời chia sẻ sâu sắc đến đội ngũ những cái người thầy thuốc. Và nhân ngày 27 tháng 2, ngày tri ân những người làm nghề thầy thuốc, thì thay mặt những người thực hiện chương trình xin được gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Phan Xuân Nam cũng như là những cán bộ y bác sĩ và những người đang hoạt động trong ngành y tế Quảng Trị những lời chúc và lời cảm ơn sâu sắc nhất ạ. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Khách mời QRTV tuần này cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.